Xin chào các anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình review đồng hồ của Watt Việt Nam. Cái này mình sẽ tiến hành trên tay và giới thiệu đến cho các bạn một chiếc đồng hồ vintage đến từ nhãn hiệu đồng hồ Hamilton. Cái chiếc đồng hồ này thì vừa mới được ship từ thị trường bên Nhật về do một số bác anh em thợ họ chuyển về. Đây mình sẽ tiến hành review cho các bạn xem. Trước tiên mình sẽ quay một vòng cho các bạn cùng chiêm ngưỡng về chiếc đồng hồ. Như các bạn đã quan sát thấy, đây là một chiếc nó thuộc một dạng tồn kho New Old Stock. Về cơ bản thì nó đang còn rất là mới. Một số chi tiết đã có màu lên tiết đĩa rồi. Như các bạn đã quan sát thấy về thiết kế tổng thể, đây là một chiếc đồng hồ có phong cách thiết kế dạng size tròn cơ bản, và từ mặt số cho đến thiết kế bên ngoài nó đậm chất vintage. Chiếc đồng hồ này có kích thước vào khoảng tầm 34,5mm, là một cái kích thước nó tương đối là tiêu chuẩn của những chiếc đồng hồ vintage ngày xưa. Ở phần trên thì nó sẽ được bọc vàng, và ở phần nắp đáy nó sẽ được làm từ thép không gỉ. Đi sâu vào phần mặt số, như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta có một mặt số màu trắng đang còn rất là mới. Ở phần mặt trước của chiếc đồng hồ này thì như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta có một phần kính nó làm từ nhựa. Cái dòng kính này thì nó có khả năng chống sốc tương đối là tốt, tuy nhiên nó khá là dễ xước. Đấy, và các bạn cũng lưu ý là đối với dòng kính này thì đánh bóng cũng rất là dễ, nó không giống như kính sapphire. Cái kính sapphire thì khả năng chống sốc khá là kém, mặc dù là khả năng chống sốc thì tuyệt vời. Ở phần mặt số, như các bạn đã quan sát thấy thì tất cả những cọc số trên chiếc đồng hồ nó đều là cọc số nổi. Đó, các bạn quan sát thấy cọc số được thiết kế tương đối là vuông vức, to bản và được cắt vát hai bên, bắt sáng khá là tốt. Ở vị trí 12 giờ, các bạn sẽ có một logo chữ H của Hamilton. Đây mình sẽ di chuyển cái kim này ra cho các bạn xem về cái logo này. Đó, và các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có logo hình chữ H cách điệu được làm nổi hẳn lên trên khối mặt số. Và ngay bên dưới chúng ta sẽ có dòng chữ Hamilton Automatic. Đây là chiếc đồng hồ chạy một cỗ máy tự động lên dây cót của Thụy Sĩ, 25 chân kính. Ở vị trí chính giữa chúng ta có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Bộ ba kim này được mạ vàng, thiết kế vuông vức đậm chất vintage. Và đối với kim giờ và kim phút, các bạn quan sát thấy ở trên đầu kim có phần dạ quang chạy dọc trên thân kim, cho phép các bạn có thể quan sát được giờ trong đêm tối. Nhưng mà cái dạ quang này thì qua thời gian quá là lâu rồi, cho nên là nó cũng không còn sáng như trước nữa. Cái dòng này thì anh em nếu mà ra cửa hàng chúng ta cũng có thể xử lý lại được. Ở ngay bên dưới ổ trục kim chúng ta sẽ có dòng chữ Estorin, là tên của dòng sản phẩm này. Nói chung là dòng sản phẩm nó tương đối là lạ, mình cũng chưa bắt gặp bao giờ. Bên ngay dưới dòng chữ Estorin, chân mốc 6 giờ, các bạn có một ô lịch ngày tương đối là dễ xem giờ. Anh em ở Việt Nam thường gọi nó là ô lịch lộc. Và ngay chân mốc thì chúng ta có dòng chữ Squid. Thì như mình đã nói khá là nhiều lần rồi, thì Squid và Squidmate nó tương tự như nhau. Nó cũng là một ý nghĩa là một chiếc đồng hồ được sản xuất theo tiêu chuẩn của Thụy Sĩ. Tuy nhiên là sẽ có những thời điểm lịch sử người ta sẽ in dòng Squid, và có những thời điểm lịch sử thì họ sẽ in Squidmate. Nó là giống nhau thôi, không có gì khác biệt. Đi ra phần thân vỏ thì như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta có một bộ thân vỏ được làm theo dáng tròn cơ bản. Và đây là một chiếc đồng hồ dạng New Old Stock, cho nên là chúng ta có được một bộ thân vỏ đang còn tương đối là cứng cạnh. Tất nhiên là cũng có những cái vết xước sát không thể tránh khỏi trong cái quá trình lưu trữ, bởi vì đây là một chiếc đồng hồ nó được sản xuất từ những năm thập niên 60, rất là lâu rồi. Ở đây thì như các bạn thấy ở bên cạnh bên phải, một số chi tiết đã có lên màu tiết đĩa. Tiết đĩa tức là nó chuyển ra một cái màu nó giống như màu máu, và do cái phần bọc vàng ở trên chiếc đồng hồ này nó là vàng thật, tuy nhiên nó không phải là vàng nguyên chất mà nó là dạng hợp kim vàng. Đấy, và trên bên trong nó sẽ có những cái hợp kim đồng và một số chất phụ gia khác. Cho nên các bạn lưu ý, khi mà chúng ta để một thời gian lâu thì đa số những chiếc đồng hồ, kể cả vàng đúc 18K hoặc là vàng bọc vàng, thì nó sẽ có màu chuyển sang hơi có màu tiết đĩa. Ở bên góc này chúng ta có một núm điều chỉnh giờ nguyên zin được bọc vàng của hãng đồng hồ Hamilton. Các bạn sẽ thấy là bộ hông nó cũng tương đối là dày một chút. Đây là không phải là một dòng sản phẩm siêu mỏng, cho nên là cái độ dày của nó vẫn chưa phải là lý tưởng. Phần tay càng được thiết kế tương đối là mạnh mẽ và được cắt vát. Lật ra nắp đáy đằng sau, chúng ta sẽ có một nắp đáy nó được làm từ thép không gỉ và đánh bóng. Nắp đáy này thì đang còn dán nguyên cả cái tem từ bên Nhật các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy cái tem này thì nó... Đó, và đằng sau đít thì chúng ta cũng đang còn nguyên cả tem đáy luôn, chưa được bóc ra. Đây là một chiếc đồng hồ mới tồn kho và nó chưa được lên tay. Phần nắp đáy này là một dạng nắp đáy vặn, và đằng sau có một vài cái thông số. Các bạn sẽ thấy là một vài cái khả năng về chống nước, về kháng từ.
Đây là nắp đánh nguyên zin và chưa có đánh bóng các bạn nhé. Để các bạn sẽ thấy một số những cái dòng chữ đang khắc tương đối là sâu. Nếu mà một chiếc đồng hồ đã có nắp đánh bóng phần thép thì nó sẽ bị phai và mờ đi những cái dòng chữ này. Tuy nhiên là những dòng chữ ở đây các bạn thấy nó đang còn rất là sắc, rất là sâu. Chiếc đồng hồ sẽ đi kèm với một bộ dây linh kiện thôi, nó không phải là dây nguyên zin. Vì đối với những cái dòng dây nguyên zin thì nó đã hỏng từ rất lâu rồi. Tuy nhiên ở đây một dạng dây Thụy Sĩ các bạn nhé. Buffalo, Geneva, Swiss Leather là dây da Thụy Sĩ, kèm theo đó là một bộ khóa tương đối là chất lượng. Mình sẽ nghiêng qua một vòng cho các bạn xem một lần nữa sản phẩm này. Tương đối là chất lượng. Nói chung là chiếc đồng hồ nó đến từ một cái nhãn hiệu tương đối là nổi tiếng. Tất nhiên là về cái điểm đặc biệt thì nó không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên là cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta muốn mua những cái dòng sản phẩm có độ mới cao như thế này nó không còn nhiều. Và nó vẫn xứng đáng để bỏ vào trong bộ sưu tập những chiếc đồng hồ hoài cổ dành cho các bạn. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.